Kính thưa quý thầy cô, đây là nội dung sinh hoạt chuyên môn của khối 2 sau khi tiến hành dạy thử nghiệm có ứng dụng công nghệ thông tin. Tham dự buổi sinh hoạt chuyên môn hôm nay thì tôi xin giới thiệu cô Bích Phượng, cô Danh Thị Bích Tiền, cô Đặng Thị Dung, cô Mỹ Nhân và cô Trần Thị Dung. Buổi sinh hoạt chuyên môn này được tổ chức bởi khối 2, ngoài ra thì có thầy giáo Trần Đức Thuận sẽ tham gia cố vấn, chia sẻ khi cần thiết ạ. Để tiến hành sinh hoạt chuyên môn, thầy cô cần lưu ý trọng điểm của yêu cầu hôm nay. Thứ nhất là cần tập trung vào yêu cầu cần đặt của bài, chủ đề cụ thể là yêu cầu cần đặt của hoạt động, ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm hay thiết bị dạy học trong bài, hoạt động của học sinh và kết quả biểu hiện tương tác với học sinh. Ngoài ra, yêu cầu ưu tiên trên chúng ta có thể trao đổi thêm về phương pháp, kỹ thuật dạy học và đánh giá học sinh. Hai là trình tự chúng ta sẽ làm việc như sau: giáo viên tự đánh giá nhận xét, sau đó trao đổi chuyên môn và cuối cùng là thống nhất ý kiến trong khối chuyên môn. Quan trọng nhất thì thầy cô cần tập trung vào yêu cầu cần đạt của bài, hoạt động đã ứng dụng công nghệ thông tin và biểu hiện phẩm chất, năng lực của học sinh trong hoạt động để nhận xét, chia sẻ. Cảm ơn quý thầy cô. Thưa các thầy cô, với bài dạy phối trộn phối cầu có ứng dụng công nghệ thông tin, cụ thể là sử dụng phần mềm hay Word với các phim ảnh hiệu ứng phù hợp, tôi tự đánh giá như sau: một, về yêu cầu cần đạt của hoạt động và của bài cũng như thiết kế hoạt động dạy học. Yêu cầu cần đạt của hoạt động là học sinh nhận dạng được phối trộn phối cầu thông qua việc sử dụng bộ đồ dùng học tập cá nhân hoặc hình ảnh vật thật. Tự đánh giá của tôi là đạt tốt. 2. Về tổ chức hoạt động cho học sinh có ứng dụng công nghệ thông tin. Trong bài, tôi ứng dụng phần mềm Thinkable và phần mềm này tỏ ra phù hợp, chuyển tải mục tiêu và yêu cầu cũng như nội dung hoạt động khá. Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin, các phim ảnh giúp tiết học sinh động hơn. Cái thứ ba là về tương tác với học sinh. Việc sử dụng các trigger đã tạo cơ hội tương tác tốt với học sinh. Về kết quả ở học sinh, đánh giá ban đầu cho thấy học sinh khá hứng thú, tham gia tích cực. Một số thông tin phản hồi và cách trả lời câu hỏi của học sinh cho thấy học sinh nắm bắt thông tin khá hiệu quả. Cảm ơn cô Dung. Xin các đồng nghiệp mình chia sẻ thêm ạ. Dạ, xin mời cô Phượng. Tôi xin chia sẻ về cái kỹ năng ứng dụng cái công nghệ thông tin. Thì với cái bài khối trụ khối cầu thì tôi thấy là giáo viên có sử dụng cái phần mềm Boy khá tốt. Thì qua cái tiết dạy mình thấy được là giáo viên có được cái kỹ thuật và có cái kinh nghiệm sử dụng và có sự đầu tư. Thì qua những cái gì mà giáo viên thể hiện thì mình thấy là rõ ràng là các yêu cầu về kỹ thuật khi sử dụng cái phần mềm Boy này nó đã khá rõ nét và mang lại cái hiệu quả đối với học sinh. Thì đó là ý kiến chia sẻ của tôi. Rồi, cảm ơn cô. Xin mời cô Đặng Dung ạ. Tôi xin nêu nhận định của mình về cái việc mà thỏa mãn cái nhu cầu cần đạt. Thì qua cái hoạt động dạy học thì tôi đã thấy được là nhờ công nghệ thông tin mà học sinh cũng như là bám sát cái yêu cầu cần đạt và cái nội dung của cái hoạt động được chuyển tải một cách rất là mềm mại. Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã làm rõ hơn cái yêu cầu cần đạt của bài học. Thì có cái cơ hội đạt cao hơn, không có cái biểu hiện lạm dụng công nghệ thông tin để làm mất thời gian hay là làm lệch cái yêu cầu cần đạt có cái nội dung hoạt động. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, xin mời cô Tuyền. Rồi, tiếp theo thì tôi xin chia sẻ về cái kết quả học tập. Khi mà học sinh được đầu tư giảng dạy bằng phần mềm Boy á, thì các em là cảm thấy rất hứng thú, rất là rõ ràng. Rồi học sinh có cơ hội tương tác tốt với giáo viên, rồi là bộc lộ khá tốt các phẩm chất năng lực trong các yêu cầu cần đạt, cũng như thể hiện tính tích cực trong tiết dạy khá là tốt. Xin hết. Rồi, cảm ơn cô. Anh chị đánh giá thế nào về thao tác ứng dụng công nghệ thông tin, cụ thể là phần mềm Boy trong tiết dạy của cô Dung trong hoạt động dạy học vừa qua? Xin mời cô Phượng. Thì tôi qua cái tiết dạy thì tôi thấy rõ ràng là khi mình sử dụng cái phần mềm Boy này đó, thì mình cảm thấy là học sinh nó hứng thú trong học tập và
có được cái hứng thú thì học sinh nó tích cực tham gia các hoạt động và mang lại cái hiệu quả cao đối với học sinh. Dạ. Theo tôi nhận thấy. Dạ, cảm ơn cô. Vậy xin hỏi thầy cô có bổ sung hay chia sẻ gì thêm không ạ? Không. Dạ, cảm ơn quý thầy cô. Như vậy thì đánh giá chung với yêu cầu cần đạt đã xác định thì hoạt động đã tổ chức bằng việc ứng dụng phần mềm Bubbleboy, hoạt động được chuyển tải khá hiệu quả và biểu hiện ở học sinh tích cực, các yêu cầu cần đạt hướng đích rõ. Về chi tiết thì giáo viên làm chủ được phần mềm Bubbleboy và khi ứng dụng giáo viên tổ chức linh hoạt và không lạm dụng công nghệ thông tin và cũng không lạm dụng về thời gian. Về học sinh thì học sinh tham gia tích cực với các ưu thế của phần mềm Bubbleboy và các biểu hiện của yêu cầu cần đạt gần như đạt được qua các đánh giá ban đầu. Như vậy, đối với cái bài dạy khối trụ khối cầu của toán 2 có ứng dụng công nghệ thông tin thì có thể nhận thấy việc ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần tổ chức cho các hoạt động đạt được yêu cầu cần đạt. Và dựa trên những điều kiện hiện tại của trường, của tổ khối chuyên môn thì việc ứng dụng công nghệ thông tin ở mức như đã triển khai thì theo tôi đó là hợp lý. Và kính thưa quý thầy cô thì như chúng ta đã cùng trao đổi về các nội dung liên quan đến sinh hoạt chuyên môn, trong đó trọng điểm là ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn toán, toán 2 mà bài cụ thể đây là khối trụ khối cầu thì tới thời điểm này là hoàn tất. Cảm ơn quý thầy cô. Toàn khối cần nghiên cứu và sử dụng hiệu quả các tính năng của phần mềm Bubbleboy và để góp phần nâng cao hiệu quả dạy học. Chúng ta cũng cần nghiên cứu thêm, tìm hiểu thêm về phần mềm Access Upright để khai thác tốt hơn hệ thống bảng tương tác của nhà trường mình. Xin hỏi thầy cô có bổ sung hay chia sẻ gì thêm không ạ? Dạ, thống nhất. Dạ, cảm ơn quý thầy cô. Như vậy, theo đánh giá chung thì với yêu cầu cần đạt đã xác định, hoạt động đã tổ chức bằng việc ứng dụng phần mềm Bubbleboy, hoạt động được chuyển tải khá hiệu quả và biểu hiện học sinh là tích cực và các yêu cầu cần đạt hướng đích rõ. Về đánh giá chi tiết thì giáo viên đã làm chủ phần mềm Bubbleboy và khi sử dụng, khi giáo viên tổ chức thì linh hoạt và không lạm dụng công nghệ thông tin và không lạm dụng về thời gian. Học sinh tham gia thì tích cực với các ưu thế của phần mềm Bubbleboy và biểu hiện của yêu cầu cần đạt gần như đạt được qua các đánh giá ban đầu. Như vậy thì với bài dạy khối trụ, khối cầu có ứng dụng công nghệ thông tin ở toán 2 thì có thể thấy việc ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần tổ chức cho hoạt động dạy học đạt được yêu cầu cần đạt. Và dựa trên điều kiện hiện tại của nhà trường cũng như của khối chuyên môn thì việc ứng dụng công nghệ thông tin ở mức như đã triển khai là phù hợp. Dạ, xin chỗ thầy Thuận có ý kiến chia sẻ gì thêm ạ? Dạ vâng. Kính thưa quý thầy cô, nhiều nghiên cứu đã cho thấy là việc học tập hình học sẽ hiệu quả hơn khi có ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm phù hợp. Bài giảng ngày hôm nay có sử dụng PowerPoint và các trigger đã giúp tăng tính tương tác tùy biến. Quý thầy cô có thể nghiên cứu thêm và sử dụng hiệu quả một số phần mềm khác như là ActiInstyle hay là GeoGebra trong dạy học toán. Dạ, cảm ơn quý thầy cô. Như vậy là qua thời gian làm việc ngắn thì cái buổi chia sẻ về cái ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học của nhóm chúng ta thì đến đây là kết thúc. Thì chúc sức khỏe quý thầy cô.